tối chủ nhật tuần này, tập 10 chương trình Ký ức vui miệng sẽ lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó, xúc động nhất là sự hình thành của nhạc sĩ Phú Quang, tác giả của nhiều ca khúc kinh hoàng điển đã ăn sâu vào ký ức người theo dõi như Nỗi nhớ mùa đông, Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Chiều đông Moscow. Khi nhạc sĩ Phú Quang hình thành, lại dân xăm tiết lộ. Anh Phú Quang quấn lắm, mỗi lần ngồi thủ thỉ với anh ấy đều thích vô cùng. Tôi chỉ tiếc là chúng tôi chưa làm được chương trình cho riêng mình. Còn Thanh Bạc thì nói, anh Phú Quang có một ca khúc tôi rất thích là Chiều đông Moscow. Thanh Bạc vừa nói tới đây, nhạc sĩ Phú Quang chợt rưng rưng nước mắt, giọng đầy nghẹn ngào rồi bật khóc kể lại hoàn cảnh ra đời bài hát. Về ca khúc Chiều đông Moscow, đó là một kỷ niệm rất buồn. Khi tôi quý phái Moscow, tôi có ra một chợ giòn ngoài trời mua đồ. Lúc tôi trả tiền, cậu bán hàng người Việt không lấy và bảo, thôi anh, em biết anh ở Việt Nam quý phái mà. Em rất nhớ Việt Nam nên em tặng anh. Nhạc sĩ Phú Quang khóc. Tôi nhớ mãi điều này, nên hai ngày sau đem tặng cậy ấy một đĩa hát được làm rất cầu kỳ, kèm theo một số tiền nữa. Tôi tìm cậu ấy thì mọi người bảo cậu ấy chết rồi, chết vì lạnh. Những hôm đó tôi nhớ bên Nga là âm 40 độ, cậu ấy phải bắn hàng ngoài trời nên chết cống. Tôi thương quá nên viết bài hát Chiều đông Moscow. Lần nào tôi quý phái Nga cũng được mọi người đòi hỏi hát bài này vì tôi viết nó từ tình cảm thật. Nếu các gamer thủ từng quý phái Nga, các gamer thủ sẽ rất thương những người Việt công phu bên đó. Họ quý phái đó mua sắm khổ lắm. Mình nhí khóc theo. Lời kể xúc động của nhạc sĩ Phú Quang đã khiến Minh Nhí khóc theo, mắt đỏ hoe, còn lại Dân Sâm ngậm ngùi nói. Tôi cũng từng bên Nga nên tôi biết cuộc sống của người Việt mình bên đó vất vả lắm, làm đủ mọi nghề và bằng đủ mọi cách để có tiền, để sống. Câu chuyện của nhạc sĩ Phú Quang càng trở nên thấm thía hơn khi được tiết lộ đúng thời điểm xảy ra vụ việc 39 người chết trong container chở người vào nước Anh, trong đó có người Việt Nam. Đa số người theo dõi đều thương cảm cho thân phận người Việt.